Những năm gần đây, các hợp tác xã ở An Giang có bước phát triển cảm về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.000 tổ hợp tác, 210 hợp tác xã, hoạt động trên 6 lĩnh vực, nông nghiệp thủy sản, quỹ tín dụng nhân dân, vận tải, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch, tài nguyên môi trường, trong đó, nhiều hợp tác xã đã phát triển đúng định hướng của tỉnh khi tập trung vào ba sản phẩm chủ lực là thủy sản cá tra, lúa gạo, chao màu và cây ăn trái. Qua đó, xuất hiện nhiều loại hình mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, từng bước khẳng định vị trí vai trò nền tảng của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nền kinh tế. Từ nay đến năm 2025, Liên minh hợp tác xã An Giang tập trung phát triển bền vững kinh tế tập thể hợp tác xã đến nhiều hình thức liên kết hợp tác đa dạng thành lập mới 20 đến 30 hợp tác xã thu hút 400 đến 600 thành viên tổ chức 20 đến 30 lớp đào tạo tập quấn cho hợp tác xã tiếp tục phối hợp thực hiện mô hình thí điểm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp xây dựng 15 đến 20 cơ sở kinh tế của liên minh hợp tác xã tỉnh tham mưu thành lập liên đoàn hợp tác xã lúa gạo vùng đồng bằng sông cửu long đặt tại an giang và xây dựng dự án chuỗi liên hiệp hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp